Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt nguyên hàm cho hai bên. Như vậy, nguyên hàm của f'x chúng ta sẽ có f(x). Như vậy chúng ta chỉ cần tính cái cục này ra. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân đổi biến. Trong trường hợp này chúng ta có căn bậc 2 của x cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ đặt u bình phương bằng x cộng 1. Tại vì sao? Khi chúng ta để cái cục này nè vào đây á thì chúng ta sẽ bỏ được cái căn bậc 2. Tuy nhiên ở đây chúng ta có x, như vậy chúng ta để số 1 sang bên trái. Sau đó chúng ta đạo hàm hai bên, đạo hàm của u bình phương là 2u. Số 1 là hằng số, chúng ta có số 0. X là số 1. Như vậy chúng ta rút gọn thành như thế này. Sau đó chúng ta đặt cục này là u bình phương. Đây là u bình phương. X chính là cái cục này. Dx là cái cục này. Bây giờ chúng ta rút gọn. Cái này là u. Chúng ta làm nhân tố chung. Ở trên đây chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. A bình phương trừ b bình phương sẽ bằng a trừ b nhân với lại a cộng b. Tiếp tục u trừ 1 chia cho u trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ còn lại u cộng 1 chia cho u với là chữ u ở đây. Như vậy chúng ta sẽ rút gọn u với u, u trừ 1 và u trừ 1. Như vậy chúng ta chỉ còn lại 2 nhân với lại u cộng 1. Như vậy chúng ta đẩy số 2 ra bên ngoài. Nguyên hàm chữ u là chính là u bình phương chia cho 2. Còn số 1 là u. Chúng ta cộng c là hằng số. Số 2 nhân với lại tất cả các cục ở đây. Tiếp tục. Chúng ta biết u bình phương bằng x cộng 1. Bây giờ chúng ta đặt căn bậc 2 cho hai bên. Chúng ta sẽ có u bằng căn bậc 2 của x cộng 1. Bây giờ chúng ta thế cái cục này nè vào u. Chúng ta rút gọn cái cục này đi thành x cộng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ có fx bằng cái cục này. Tiếp tục, chúng ta có điều kiện. Nghĩa là x bằng 3 thì thế vào đây. Thì f3 chính là số 3. Bây giờ chúng ta rút gọn lại để đi tìm giá trị C. Thì chúng ta tính cục này ra. Chúng ta có số 8. Như vậy C sẽ bằng 3 trừ 8. Sẽ bằng trừ 5. Như vậy chúng ta bỏ trừ 5 vào đây. Thì chúng ta có 1 trừ 5 là trừ 4. Bây giờ chúng ta bỏ vào cái căn tích phân này. Chúng ta biết căn bậc 2 đó chính là 1 chia cho 2. Và bây giờ chúng ta tính thôi. Nguyên hàm của x đó chính là x bình phương chia cho 2.
Nguyên hàm cục này chúng ta sẽ có 3 chia cho 2 chia cho 1. Số 1 là bắt đầu ở vị trí này nè, cái bên chữ x nhân với lại 3 chia cho 2. 3 chia cho 2 đó chính là 1 chia cho 2 cộng 1. Tại vì nguyên hàm cái cục này á thì chúng ta sẽ có a cộng 1 chia cho a cộng 1. Đó là lý do tại sao chúng ta có 3 chia cho 2. 4 là chữ x. Sau khi chúng ta tính xong, chúng ta đặt cận từ 3 đến 8. Và chúng ta thế số 3 và số 8 vào là xong bài. Này số 8 nha. Chúng ta ra 197 chia cho 6. Và đáp án của câu này là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.